chạy ra ngoài phi quay là thấy một tí là lên 85 mai mà không có thấy xi nhê gì hết á. Nhưng mà anh phải nhìn cái số chứ. Đó thì mới nói nhìn xuống cái giật mình là giảm xuống liền, tại cái nó đạp nhẹ lắm em hiểu không? Đạp tí là hôm nay nó. We are driving in Rancho Cordova, so just driving around for shopping. Đây là gì? Volkswagen hả? Volkswagen ID.4, chiếc mới ra. Mới ra luôn hả? Volkswagen đầu tiên. Đây hả? Chiếc small SUV đó. I like it, but only the charger đó. Cái này là bao nhiêu máu? Cái này bao nhiêu máu? Chạy được bao nhiêu máu? Average là khoảng cỡ chừng 230, nó nói là 250 em hiểu không? Nhưng mà nghĩ là chạy chừng 230. 200 là ít đó. Tại bây giờ mấy chiếc mới bây giờ là 300, 300 thường là 300. Mấy chiếc Tesla cũng 250 thôi chứ đâu. Tại mỗi ngày cái battery nó more advanced không? Là Costco nó nằm đâu đây nè? À, nằm bên phải á. Cái gì? Sunrise Boulevard là toàn là chợ. Nè, không phải, xích lên chút nè. Ngay cái ngã tư nè, là Costco. Qua cái này là Costco. Lát trên đường về thôi, trên đường về giá Costco, Costco nó bán thịt heo rẻ. Welcome to Rancho Cordova, part of Sacramento metro areas, metro cities. Some premium outlets. Oh, không có like. May mắn á, đến đây sớm á. À, đây nè. Coi cái nào 350. This 350. It should be. There's one that's broken. It's number 2. Đây ra nha. Hi, I'm watching my brother car here, so my sister car. So it's a all electric car. It's a brand new Volkswagen ID.4. So when you run out of electricity, the batteries are dead. You just come in here at the station and just fill up the tank of the battery. So everything is electric, so. Really fast charger. So my brother just bought the car, so it's a warranty. So we get a free battery charge for like 2 or 3 years, so really fast charger. So in the next few years, you know, everything have to go electric. So really fast. Wow, really fast. 45% already. So the hookup right here, and then the hookup right here. Oh, 46 already. Really fast. So this is the Folsom Shopping Center, premium shopping center in California. It's east of 30 minutes east of Sacramento, California. So my brother and my sister, they just drove from Washington State all the way down here to California last night. So they just fill up the
the battery, the car battery. So that's how you fill up the battery in America, you know. You buy the electric car, and then I think they have an app that show you the electric place and the battery station, and you come and just fill it up. So good experience, you know. Wow, really fast, 48% already. Yeah. Đi đi xe ngủ ngủ gục tới nơi phải không? Yeah. Sướng quá. Ai thích gì gì chứ anh. Đi xe bus là that's the best one. Đi theo xe bus à? Xe bus mấy chiếc kia nó ngừng. Còn mấy chiếc này thì nó đi thẳng luôn, nó không có ngừng. Yeah, Sun Drive Boulevard là cái gì cũng có. Chỗ đây có cái chỗ mì gì ngon để con. Bích nói lần trước định xuống ghé ăn mà chảy không có kịp. Thôi để coi lát con hỏi con mấy tụi nó muốn ăn không. Anh còn đây lâu mà, để ngày mai á. Ngày mai là đi chơi rồi, không biết dạ ngày mai ở nha. Rồi chứ Bích nấu đồ ăn rồi mua cái này nữa. Chắc thôi nha. Bích chứ Bích là đỉnh nè. Rồi anh Thảo rành lắm. Sáng mắt quá ha. Tại nó tắt xuống lắm, cái gì cũng tắt xuống. Nó mắng bắt lên để cho nó phổi.